Chào mừng mọi người đến với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình đang ở Mỹ Tho để lắp đặt một bộ dàn karaoke cho khách hàng. Thì bộ dàn đó chính là dòng LD System Mui 11. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mang hàng vào. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh quá trình lắp đặt cho mọi người cùng coi ha. Thì ok, thì mình cũng đã lắp đặt xong bộ dàn rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua bộ dàn mà hôm nay mình đã lắp đặt cho bên chú như thế nào ha. Thì đây là dòng LD System Mui 11G3. Đây là dòng sản phẩm mới về bên mình. Và mình thấy chiếc âm nó khá là hay. Thì cái dòng này là có thể so sánh được ngang với dòng Bo L1 Pro 8. Và kích thước nó khá là gọn mọi người, hơn tay mình xíu thôi. Và thùng này thùng gỗ nha. Còn cái khung đây là khung nhôm. Thì bên mình là Vũ cũng có nói rõ về thiết kế của sản phẩm này rồi. Và cái dòng này á, thì nó bị một cái yếu điểm là nó không có bổn sơ trong đó. Nó chỉ có một dòng la thuần thôi và có la tín hiệu thôi. Nên bắt buộc là mình phải ghép với nó là một cái mixer hoặc là vang số để mình có thể hát được karaoke. Thì bộ dàn hôm nay phối ghép cho nó là JBL VX8, hàng chính hãng 3 sao. Và micro của nó là Navision number 86. Đây là micro đèn cho tiếng rất là sạch ha. Ok thì bây giờ mình sẽ mở một bài nhạc test và cho hát thử một đoạn để mọi người cùng nghe chiếc âm như thế nào. Nhớ lúc trước em mới hay nói rằng chưa đẹp xanh như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ôm lên trời xanh. Chiếc âm của dòng Mui 11 khi mà phối ghép với vang số VX8 thì mọi người cảm nhận như thế nào để lại comment bên dưới ha. Thôi mình xin chào mọi người.